Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 tháng 7 âm lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Dần mệnh Kim Bạch Kim tâm tính thường cô độc, ít hài hòa hợp với người thân, họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết dứt điểm, rất cứng rắn, bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc, họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió và thử thách. Khi Kim lạnh lùng, sát phạt tiêu điều nên tâm lý của họ ít hợp người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Từ lúc còn nhỏ, những người tuổi Nhâm Dần mệnh Kim Bạch Kim đã là những đứa trẻ khá bướng, khó uốn nắn, dạy dỗ, thường mất nhiều công sức của thầy cô. Khi trưởng thành, họ thay đổi nhiều, sống nội tâm, thích suy nghĩ, hơn nói chuyện, bộc bạch. Khi đã làm việc, họ quyết đoán, mạnh mẽ, cương nghị. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Nếu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Nhâm Dần trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Nhâm Dần 1962 có mệnh Kim Bạch Kim là những người thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt. Trong nóng ngoài lạnh, họ cũng có phần nữ tính, do dự không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ, khó có thể thao túng. Người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Vào tháng 7 âm lịch, mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp gia chủ tuổi Nhâm Dần tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của mệnh chủ. Vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc được giảm bớt nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến mệnh chủ mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp này, mệnh chủ cần tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Về sự nghiệp, hầu như mệnh chủ đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ có một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như là không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc mệnh chủ cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Nhâm Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, gia chủ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc, tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Để giúp gia chủ hóa giải những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, gia chủ Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Vật phẩm đã được thầy Gia Cát khai quang, chỉ chú theo tuổi của gia chủ Nhâm Dần sinh năm 1962 để có thể phát huy được công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ Nhâm Dần trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều biến động,
mệnh chủ cần phải khắc phục những khó khăn, sai lầm mắc phải trong thời gian qua. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, đừng vội nản chí, rồi mệnh chủ sẽ vượt qua tất cả. Xem tử vi tháng 7 âm lịch gia chủ tuổi Nhâm Dần, mệnh chủ sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh. Song cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ, tương trợ của quý nhân. Có quý nhân chỉ lối soi đường nên mệnh chủ có thể tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức trên chặng đường phía trước của mình, không lo u mê, lạc lối. Bản mệnh luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng với mọi phương án có thể xảy ra. Nhờ sự lo xa ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn, trở ngại, cũng giảm bớt được sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải nhớ rằng phải giữ cho mình sự khiêm tốn, chờ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Nhâm Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ trong thời gian này. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu cát lành, may mắn, cát khí quý nhân giúp sự nghiệp mệnh chủ, hành thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về tiền bạc, tài lộc. Tháng Bình Thân năm 2021, tài chính mệnh chủ không có nhiều biến động. Mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo, cũng khiến mệnh chủ đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng hơn. Trước khi đưa ra quyết định gì, mệnh chủ cần có thái độ cẩn thận, tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Xét về tài vận tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Nhâm Dần biết quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để dùng dịnh, chi tiêu. Mệnh chủ tính lo xa nên chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, mệnh chủ có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi mệnh chủ giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Suốt cuộc, mệnh chủ đã sống với nhau trọn đời, vì vậy hai người biết nhau rất rõ, có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Trong tháng 7 âm lịch, gia đình mệnh chủ sẽ gặp phải những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Nhâm Dần hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh mệnh chủ. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ cho mệnh chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch cho rằng, trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Nhâm Dần. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của mệnh chủ đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Mệnh chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Nhâm Dần 1962. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Nhâm Dần có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi.
Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân, nạp âm Sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 7, từ ngày 16 tháng 8 dương lịch, nạp sát, Bính Thân. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 7, từ ngày 28 tháng 8 dương lịch, nạp sát, Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Nhâm Dần tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 12 tháng 7, từ ngày 19 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, kỷ hợi, nạp âm, bình địa mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 7, từ ngày 31 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, tân hợi, nạp âm, thoa xuyến kim. Quý vị thân mến, trên đây Vi Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.